Cận cảnh hiện trường vụ án cô gái tử vong do bị ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng. Kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ án cô gái nghẹt thở tử vong do bị nam ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng, cơ quan công an phát hiện còn rất nhiều tỏi vương vãi. Nơi xảy ra vụ cô gái tử vong bất thường liên quan đến nam ca sĩ Hội Chợ Châu Việt Cường nằm trong một con ngõ trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Cầu thang dẫn lên căn phòng 208 của khu tập thể này vẫn còn những nhánh tỏi sót lại. Tỏi được rắc xung quanh nhà. Khi rơi vào tình trạng ảo giác do sử dụng quá nhiều ketamine, nam ca sĩ Châu Việt Cường tưởng cô gái trong phòng là ma, nên đã lấy tỏi rắc quanh nhà và nhét vào miệng của nạn nhân gây ngạt thở. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. Nhóm thanh niên sau khi sử dụng ma túy dạng ketamine thì sinh hoạt trong phòng ngủ của căn hộ tập thể này. Giường ngủ của cả nhóm nam nữ vẫn còn những hộp cơm mà cả nhóm mua về trước đó để ăn đêm. Những hộp cơm còn dang dở, cô gái trẻ sinh năm 1998 tử vong vì ngạt thở. Trước đó tưởng nạn nhân là ma nên Châu Việt Cường đã nhét 3 củ tỏi cùng 30 nhánh tỏi vào miệng cô gái. Rất nhiều tỏi vương vãi khắp nhà. Thấy Châu Việt Cường giết người, Duy Mạnh chớp cơ hội PR bản thân, Trang Trần xả luôn một tràng quá gắt. Duy Mạnh, Trang Trần và loạt sau Việt cũng không thể làm ngơ trước scandal chấn động của đồng nghiệp. Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ án làm chết người. Theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1984 khai sau khi sử dụng ma túy bị ảo giác ma nhập nên cùng nữ sinh Huyền 20 tuổi nhét tỏi vào mồm khiến nữ sinh này bị tử vong. Trước vụ án rung động này, loạt sau Việt cũng bày tỏ thái độ của mình lên trang Facebook cá nhân. Pha Lê hoang mang không tin nổi khi vụ án mạng liên quan đến Châu Việt Cường đang được báo chí đăng tải. Và khi thông tin được xác nhận, nữ ca sĩ không khỏi bàng hoàng. Nếu như Trang Trần thẳng thắn chia sẻ việc không ưa Châu Việt Cường từ lâu, thì Trung Quân Idol chỉ biết thốt lên, kinh dị quá. Vụ án Châu Việt Cường và bạn gái chơi ma túy bị ảo giác dẫn đến án mạng gây rung động dư luận, nhưng hành động của Duy Mạnh khiến ai cũng choáng. Theo đó, nam ca sĩ tranh thủ chia sẻ bài hát V kèm caption tận dụng thời điểm PR sản phẩm chút xíu. Duy Mạnh trào phúng cho rằng Châu Việt Cường mà nghe bài này thì đã đâu đến nổi. Hiện tại Châu Việt Cường đang bị tạm giam điều tra, vụ án kinh hoàng không chỉ khiến khán giả bàng hoàng mà đến những người hoạt động ở showbiz cũng không thể tin nổi. Cuộc sống của Châu Việt Cường trước khi bị bắt vì liên quan đến cái chết của nữ sinh 9X. Không thể ngờ cuộc sống của Châu Việt Cường lại hào nhoáng đến mức này. Một ngày qua, cư dân mạng không ngừng bàn tán về vụ án nam ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của tình nhân là một nữ sinh 9X. Trước khi bị bắt về điều tra vụ án, Châu Việt Cường đã dính nhiều scandal nhân cách tồi tệ khác. Hình ảnh không trong sạch, nhưng những gì nam ca sĩ thể hiện trên Facebook lại cực kỳ hào nhoáng, thường xuyên được mời đi diễn ở nơi sang chảnh, gia đình hạnh phúc, là một người chồng biết thương vợ thương con. Châu Việt Cường sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nhờ Lâm Chấn Huy nâng đỡ nên tên tuổi của Châu Việt Cường mới được biết đến tại Sài Gòn. Tuy nhiên sau đó nam ca sĩ quay về miền Bắc hoạt động nghệ thuật cho đến khi dính scandal giết người hiện nay. Danh tiếng của Châu Việt Cường cũng không phải là tốt khi từng bị tố cáo hiếp dâm một cô gái gây ẩu đả. Cuộc sống của Châu Việt Cường cũng hào nhoáng không kém. Dù chỉ đi hát hội chợ nhưng nam ca sĩ thu được nguồn lợi rất lớn. Ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, nội thất đắt tiền. Đều nhờ việc chạy show hát đám cưới, hội chợ, quán bar của Châu Việt Cường. Tuy nhiên, Châu Việt Cường vì chơi với dân xã hội nhiều nên mới dính đến việc bay lắc. Có thể thấy nam ca sĩ ngoài việc đi hát thì thường xuyên tụ tập bạn bè rượu chè. Trên Facebook của Châu Việt Cường cũng không thiếu hình ảnh về vợ và con gái. Nam ca sĩ cũng dành thời gian rảnh để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, một người bạn thân của Châu Việt Cường cho biết nam ca sĩ này đã ly thân với vợ và có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Châu Việt Cường và mẹ ruột.
về Thanh Hóa gặp người mẹ nghèo khó của ca sĩ Châu Việt Cường. Trên mạng từng có thông tin cha mẹ ca sĩ Châu Việt Cường ở Hải Phòng, tuy nhiên người mẹ ruột của ca sĩ này lại ở Thanh Hóa, sống trong cảnh nghèo khó. Trong khi dư luận đang xôn xao trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường bị cơ quan công an quận Ba Đình, Hà Nội tạm giữ để điều tra làm rõ vụ một cô gái tên Huyền, 20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội tử vong bất thường, phóng viên đã tìm về Hà Trung, Thanh Hóa để tìm gặp người mẹ nghèo khó của anh. Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, bà Nguyễn Thị Huệ, 60 tuổi mẹ Cường cho biết, Cường sinh ra đã là đứa trẻ bất hạnh. Khi vừa lọt lòng mẹ, bố của Cường đã bỏ gia đình đi biệt biệt. Ca sĩ Châu Việt Cường sinh năm 1984, tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh ra và lớn lên tại làng Nam, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi theo nghiệp ca sĩ, Cường đã trải qua nhiều nghề để mưu sinh. Hết lớp 9, Cường phải bỏ học để theo mẹ đi gánh gạch thuê, rồi ai thuê gì làm nấy. Lớn lên, Cường ra Hà Nội làm nghề thịt chó thuê cho người bác họ cùng quê. Hồi bé thằng Cường ngoan lắm, nó rất thương mẹ, không hiểu vì bạn rủ rê ra sao mà giờ lại ra nông nổi này. Bố bỏ hai mẹ con từ lúc nó vừa sinh ra, nhà nghèo, mẹ không có tiền nuôi ăn học, nên học hết lớp 9, nó đã cùng mẹ đi làm thuê để mưu sinh, bà Huệ nói trong nước mắt. Bà Huệ kể từ ngày đi hát, Cường không mấy khi gửi tiền về cho mẹ, ngôi nhà cấp 4 bà Huệ đang ở, phải vay ngân hàng mới xây và còn nợ người quen 40 triệu đồng tiền làm nhà. Dù đã già yếu, nhưng những ngày bà Huệ vẫn phải dậy sớm ra chợ mua rau, về bán kiếm sống. Nói đi hát, nghe đâu có ô tô, tôi cũng mừng. Nhưng từ khi đi hát, Cường cũng có hỗ trợ được gì cho mẹ đâu. Ngôi nhà này tôi vay 40 triệu. Giờ vẫn chưa có trả, bà Huệ chua chát nói. Nói về cơ duyên, ca hát của Cường, bà Huệ cho biết, trong một lần đoàn xiếc ở Hà Nội về biểu diễn, Cường đại diện cho địa phương, hát giao lưu cùng đoàn. Sau đó, Châu Việt Cường được đoàn xiếc mời đi biểu diễn đó đây, thường xuyên biểu diễn các show ở tỉnh và các hội chợ. Từ khi đi hát, mọi thông tin về gia đình của mình đều bị Cường giấu giếm. Trên các trang mạng, có một vài thông tin nói về bố mẹ Châu Việt Cường đang ở Hải Phòng. Bác Lê Thị Minh, hàng xóm bà Huệ chia sẻ, từ hồi có tên tuổi đi biểu diễn ca hát, Châu Việt Cường đều giấu về thân phận mình, thông tin bố mẹ sinh sống ở Hải Phòng là bố mẹ nuôi của nó. Hồi Tết, Cường có về quê chơi vài hôm, cũng có giao lưu văn nghệ với đám trai làng. Từ bé ở quê, nó là nứa ngoan hiền lắm. Sau vụ việc chơi ma túy cùng nhóm bạn khiến chị Huyền tử vong, công an đã tạm giữ Châu Việt Cường để điều tra. Do quá trình lấy lời khai, Cường vẫn chưa tỉnh táo, nên công an đã triệu tập một số người có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên để làm rõ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tích cực điều tra vụ án này. Châu Việt Cường vái lạy, gọi cô gái là bà cô tổ trong lúc phê ma túy. Châu Việt Cường nói rằng rất ân hận vì sử dụng ketamin đã khiến bản thân bị sốc, dẫn tới ảo giác và gây ra cái chết của cô gái trẻ. Ngày 6 tháng 3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Bộ Luật Hình sự và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, về tội vô ý làm chết người. Châu Việt Cường bị tình nghi làm chết chị Huyền, 20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội sáng 5 tháng 3. Tại cơ quan công an, bước đầu khai nhận, rạng sáng 5 tháng 3, sau khi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, Cường đón ca sĩ tên Nam Khang đi ăn, sau đó cả hai đến căn hộ Phạm Đức Thế đang ở, tại phố Nguyễn Văn Ngọc. Tại đây, Cường bỏ ma túy đá dạng ketamin cho cả ba cùng sử dụng. Đến 3 giờ 30 phút, Khang gọi cho cô bạn gái tên Phương Anh rủ tới căn hộ Thế ở. Phương Anh sau đó rủ thêm chị Huyền cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và cùng nhau quan hệ tình dục. Đến 7 giờ sáng, các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị Huyền bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cường bị ảo giác nên tưởng chị Huyền là bà cô tổ nên khóc lóc, chắp tay lạy chị Huyền. Sau đó vì sợ hãi, nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên Cường đi mua tỏi để trừ tà ma. Sau đó Cường nhét tỏi vào miệng chị Huyền để trừ tà ma. Thấy vậy, Thế và Phương Anh can ngăn nhưng không được thì bỏ ra ngoài cửa cầu cứu. Nhưng quá muộn, chị Huyền đã tử vong. Quá trình điều tra còn cho thấy, trong lúc phê ma túy,
ngoài việc tự lấy tội nhét vào mồm nạn nhân, thì Cường còn bảo Thế nhờ hai thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn. Khi hai thầy cúng có mặt tại căn hộ đã phát hiện nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy. Còn chị Huyền đã bất động nên vội vàng chạy ra ngoài trình báo công an về vụ việc. Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị Huyền đã tử vong, miệng bị nhét nhiều tỏi. Còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng ngáo khi bị đưa về trụ sở công an. Đối tượng hiện đã tỉnh táo và khá bình tĩnh, một cán bộ điều tra nói với phóng viên chiều ngày 6 tháng 3.